Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Dịch Cao Đi Ôm Thành Tố. Vâng, trước tiên Dịch Cao Đi Ôm Thành Tố chúc các bác mà miền Tổ quốc luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Vâng, hôm nay bên em có giới thiệu một cái mẫu B3 mã là BS717-25 mã, vâng, xúc điện nhé, 330 mặt trước cân chỉ đỏ, đây là phiên bản mới. Dòng hiếm trên thị trường đấy ạ. Em đang test chất âm, chất trầm. Bát, sầu, trầm, sầu nghe rất sướng. Tắt trầm đi nhá. Đấy, tắt trầm đi ạ. Đây là bên em đấu trực tiếp từ đằng sau vang. Bật trầm lên cho các bác. Chất âm rất dày luôn. Mình nghe nhạc mạnh luôn cho các bác. Trầm rất sâu, tròn, không bị vỡ như các dòng chuỗi lổn. Tại cái dòng B3 mã 717-25 mã này rất là thịnh hành, thay thế phiên bản BS717. Nhà các bác nào mà có bộ ấm ly hay là có bộ đẩy công suất liền và đẩy công suất hoặc là vang kết hợp với vang là chưa có trầm thì nghe nó hơi bị thiếu giải, nghe nó không được hay, thì các bác nên mua trầm hỗ trợ với giải bass thấp mà bất cứ một đô la nào thì không có được. Đang kết hợp với đô la full của WeWood Q12 330 cũng để công suất hai kênh K950 bằng một vang TS6. Để em test trực tiếp luôn tại Dịch Cao Đi Ôm Thành Tố. Về cũng nhiều để phục vụ các bác, rất là nhiều dòng trầm. Về cái công tắc đảo pha này đã được cải tiến nhé, được cải tiến bằng một công tắc tắt mở rất là chắc chắn. Và đây là còn cái chế độ tự động dò tín hiệu, thì cái này các bác chuyển sang auto nhé. Cái cảm nhiệt được chuyển sang bằng nhôm. Nhận lại đây là cái phiên bản thế hệ mới. Để tắt trầm đi, bật trầm lên. Đường
mà vẫn là được sơn đen sần chống xước. Giao diện ở phía sau nó khác và chất trầm nó tròn hơn, sạch hơn. Đây là cái núm mà thường thường nó là ghi là LPS, đây là giờ chuyển sang phông này này, đây chuyển sang, đây là thay cho LPS cho giải tần từ 50 đến 200 Hz. Rất là lì, khỏe khoắn, đầy sức sống. Các bác nghe chất trầm này cảm thấy yêu đời hẳn. Đặc biệt đây là hàng Trung ương Trung Quốc, chuẩn của nhà máy. Bên em luôn luôn là không với hàng kém chất lượng, cung cấp ra thị trường toàn hàng chất lượng hết. Vâng, các bác nào chưa đăng ký kênh Zikao Audio Mình Số thì các bác hãy đăng ký kênh nhé. Vâng, các bác có góp ý hay như thế nào các bác cứ comment bên dưới kênh YouTube của Zikao Audio Mình Số để Zikao Audio Mình Số càng ngày hoàn thiện hơn nhé. Zika Audio Mình Số luôn luôn trân trọng cái tình cảm của các bác khách hàng dành cho bên Zika. Dù các bác không mua sản phẩm bên Zika, các bác có like, có xem thì những cái đấy bên em cũng là rất là trân quý. Còn các bác muốn đặt hàng bên Zika Audio Mình Số thì các bác hãy để lại số điện thoại, bên em sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp, hoặc các bác cũng có thể gọi trực tiếp cho bên shop Zika để được tư vấn chi tiết hợp lý nhất, sao không lãng phí được cái đồng tiền của các bác bỏ ra, tận dụng triệt để với những sản phẩm chất lượng. Trong thời đại công nghệ mà, vì thế mà các bác dù ở cách xa hàng nghìn cây số cũng có thể là trở nên thân thiết nhờ những cái hàng chất lượng, cái hàng giá thành hợp lý mà các bác cảm thấy hài lòng nhất. Thì cái đấy mới là cái bên Zikao Audio Mình Số luôn luôn tìm hiểu, luôn luôn cần hiểu được các cái nhu cầu của các bác ra làm sao để bên Zikao Audio Mình Số tư vấn có những cái thiết bị gì rồi như thế nào để kết hợp nó ra hợp lý nhất. Đây thì bên em hôm nay cũng giới thiệu là sản phẩm mới tuốt điện B3, mã là BS71725A. Một lần nữa thì chào các bác nhé, chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.